Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Một trong những nhân vật đặc biệt nhất khiến người xem phải há hốc mồm chính là Toji, người suýt tí nữa thì tiễn ông thầy quốc dân về đời chính suối. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở phần truyện về quá khứ của Gojo trong nhiệm vụ bảo vệ tinh tương thể, cũng như là cameo trong sự kiện Shibuya, thế nhưng thực sự mà nói, Toji là một nhân vật cực kỳ thú vị và có nhiều điều để khám phá. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng mình tìm hiểu những sự thật thú vị về Toji, kẻ đã suýt tí nữa thì lấy mạng của Gojo Satoru. Tổng quan về Toji. Toji được biết đến với họ tên đầy đủ là Toji Fushiguro, thế nhưng tên thật của anh là Toji Zenin, và anh là thành viên của gia tộc lừng danh Zenin, một trong những tam đại gia tộc chú thuật. Là một người đàn ông cao lớn với chiều cao tận 1m85 và có thân hình vạm vỡ, chuẩn gu manly, một người đàn ông mà các bạn nữ thường hay mơ mộng. Toji cũng có một gương mặt khá điển trai và mang một nét đẹp lạnh lùng của một bad boy, với mái tóc có phần hơi dài và thẳng, cùng một cặp lông mày rậm đặc biệt. Anh có một vết sẹo dài ở khóe miệng, nói đến đây thì có phải gọi Toji là chuẩn gu đẹp trai, cao to, bad boy, lạnh lùng rồi đúng không nào? Về phần tính cách thì Toji có một tính cách khá là lạnh lùng và điềm đạm, thế nhưng cũng có phần kiêu ngạo. Điều này thể hiện qua việc anh thường không hay trò chuyện với người khác về những chủ đề khác. Khi nói về bản thân mình thì Toji sẽ lại thay đổi thái độ và ngay lập tức trở nên sâu sắc. Ngoài ra anh còn là một người rất thích nói lời châm biếm người khác, cũng như là thích những món ăn như thịt và nội tạng. Anh cũng rất thích uống rượu, bởi vì Toji không thể bị say nên đây là một trong những thứ ưa thích nhất của anh. Toji là một nhân vật có trí thông minh hàng đầu Jujutsu Kaisen, anh cũng cực kỳ điềm tĩnh khi chiến đấu, cho dù có bị dồn vào thế bất lợi như thế nào. Với sự thông minh cùng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, Toji có thể lên kế hoạch để tấn công và dự đoán các bước tấn công của kẻ địch để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Và điều này được thể hiện rõ qua trận chiến với Gojo mà mình sẽ nhắc ở phần sau của video. Một số thông tin khác thú vị về Toji mà có thể khi nghe thấy bạn sẽ cũng bất ngờ đấy. Đó là ngoài việc là một sát thủ chuyên nghiệp thì Toji còn từng là một fuckboy chính hiệu khi anh đã từng kiếm tiền bằng cách lừa tình những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Anh còn là một con nghiện cờ bạc có thâm niên khi mà tất cả số tiền Toji kiếm được anh đều ném vào các trò đỏ đen và chỉ dừng lại khi hết tiền. Anh cũng có một khoảng thời gian tâm lý trở nên bất ổn khi bị các thành viên trong gia tộc của mình hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Và chỉ sau khi gặp được mẹ của Megumi thì anh mới bình thường trở lại. Thế nhưng, sau khi mẹ của Megumi hạ sinh ra Megumi và qua đời thì Toji một lần nữa trở nên bất ổn và nó lại ảnh hưởng tới cuộc sống của anh mãi về sau. Bởi vì không có chú lực, do sở hữu thiên dữ chú phượt nên Toji không thể nhìn thấy nguyên hồn và thanh tẩy nó bằng chú thuật. Chính vì thế mà anh mới bị nhà Zenin coi thường. Và từ đó mà Toji chọn việc trở thành một sát thủ để kiếm tiền. Bởi lẽ, với sức mạnh thể chất trời ban, chỉ có công việc này mới giúp anh kiếm nhiều tiền. Và đó là một chút tổng quan về Toji. Giờ thì chúng ta hãy cùng đi sâu hơn vào phân tích nhân vật này nhé. Tại sao Toji có thể giết được ông thầy Gojo? Như mình đã nói ở trên, và trong rất nhiều video khi có Toji xuất hiện, đó là anh đã suýt giết được Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy thì chi tiết của việc này là như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu vào nhiều năm trước, khi đó Gojo chỉ mới là học sinh năm 2 tại trường chú thuật Tokyo. Ông thầy dí dố cùng người bạn thân Geto được nhận nhiệm vụ bảo vệ tinh tương thể, và đó là một cô gái tên là Amanai. Và vì đây là một người sẽ đồng hóa với Tengen, nên Gojo được giao là phải bảo vệ cho bằng được cô gái này khỏi hai giáo phái cực đoan là tập đoàn Nguyên Quy và bàn tinh giáo. Do Toji có xuất thân từ nhà Zenin nên kiến thức về chú thuật của anh rất là uyên thâm. Đã vậy lúc này, anh đã nổi lên với danh hiệu sát chú thuật sư, nên bàn tinh giáo đã thuê anh ám sát tinh tương thể và Gojo Satoru. Tất nhiên là Toji nhận lời, bởi số tiền công được trả là vô cùng hậu hĩnh, nên với một kẻ thường xuyên rỗng túi và cực kỳ đam mê cờ bạc như Toji thì không thể nào từ chối được. Mặc dù vậy, Toji biết là anh không thể nào đánh bại được Gojo nếu như không có một kế hoạch kỹ càng. Vì thế mà anh đã lên kế hoạch cực kỳ tinh vi, lợi dụng tập đoàn quyền sư Wii của mình để ám sát tinh tương thể, nhưng bất thành. Toji đã cho đăng lên mạng số tiền khổng lồ nếu giết được Amanai, và từ đó Gojo đã phải 24/24 đi sát với tinh tương thể, và ông thầy luôn trong cơ chế kích hoạt vô hạ hạn để rồi sau 3 ngày ăn chơi bay nhảy các thứ, Satoru cũng kiệt sức. Và khi Geto cùng với Gojo đưa được Amanai đến khu vực của Tengen để cô nàng được tương hợp với Tengen thì Toji đã nấp sẵn đâu đó xung quanh khu vực để chờ thời cơ Satoru tắt vô hạ hạn vì chủ quan cũng như kiệt sức.
anh sẽ tiễn chú thuật sư mạnh nhất về trời. Thật vậy, do không có chú lực, nên cả Geto và Gojo đều không thể cảm nhận được sự xuất hiện của Toji ở xung quanh ngôi đền Tengen. Và ngay khi Gojo tắt vô hạ hạn chú thuật, thì kẻ sát chú thuật sư đã nhanh như cắt, xiên ông thầy một phát kiếm dài ngay sau lưng. Và mặc dù là bị thương khá nặng với cú xiên của Toji, nhưng Gojo vẫn có thể chiến đấu được. Và ông thầy đã nói với người bạn của mình đưa tin tương thể để Gojo ở đây giải quyết Toji. Thế nhưng lúc này, Toji đã có sẵn một kế hoạch chi tiết để khắc chế lục nhãn của Gojo khi anh chuẩn bị rất nhiều nguyên hồn để làm giảm tầm nhìn của Gojo trong lúc Toji sử dụng thiên nghịch bâu với một chú cụ đặc cấp để giao chiến vừa bị trọng thương, cùng với đó là kiệt sức vì kích hoạt vô hạ hạn trong thời gian dài. Cộng thêm là sức mạnh và tốc độ của Toji quá khủng khiếp nên gần như là ông thầy không thể bảo vệ được mình nữa và bị Toji ao chình. Kết quả là ông thầy quốc dân được Toji tặng thêm cho một nhát xiên vào cổ cũng như là thêm vài cú vào chân trong một giây sơ suất. Thế là Gojo gần như đã bị giết bởi Toji. Thế nhưng, nhờ thức tỉnh chú thuật nghịch đảo kịp lúc và Toji không cắt đầu của Satoru mà ông thầy có một pha lật kèo đi vào lòng người khi quay trở lại kết liễu ngược lại Toji. Mặc dù là Toji đã bị hạ bởi Gojo sau đó, thế nhưng Toji đã cho chúng ta thấy sức mạnh thể chất từ thiên dữ chú phượt của mình bá như thế nào khi mà một Gojo với lục nhãn và vô hạ hạn cũng suýt tí nữa thì bỏ mạng. Còn Geto thì cũng bị hạ một cách dễ dàng và chỉ may mắn sống được là nhờ Toji tha mạng. Và Toji cũng minh chứng cho thế giới thấy rằng danh hiệu sát chú thuật sư của anh không chỉ là hư danh, bởi đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một ai có thể đưa Gojo đến gần cửa tử được như anh. Tại sao Toji lại gửi đứa con của mình cho Gojo? Mặc dù là bị hạ bởi Gojo, thế nhưng Toji lại nhắn nhủ với Satoru rằng anh có một đứa con trai và đã sẽ bị bán cho nhà Zenin, nên Toji giao con của mình lại cho Gojo để anh muốn làm gì thì làm. Đây thực sự là một quyết định rất khó hiểu của Toji khi mà anh giao con của mình lại cho kẻ địch mà chẳng mảy may quan tâm là Megumi sẽ bị đối xử như thế nào. Và có lẽ lý do mà Toji làm như vậy xuất phát từ những nguyên nhân sau. Thứ nhất, Toji không muốn con trai của mình dính dáng đến nhà Zenin bởi anh biết rõ nếu như Megumi không có chú thuật thì sẽ bị đối xử như thế nào. Vì anh từng là nạn nhân trong chính gia tộc của mình, nên có thể vì nguyên nhân này mà Toji muốn giao con trai cho Gojo hơn. Ngoài ra có lẽ, Toji cũng không muốn Megumi bị cuốn vào việc tranh giành quyền lực của gia tộc Zenin. Và nguyên nhân tiếp theo là Toji muốn Gojo dạy dỗ con trai của mình trở nên mạnh mẽ. Vì anh biết Gojo là một kẻ rất mạnh, và cũng là một chú thuật sư không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai hay bất kỳ một quyền lực nào. Nên nếu giao Gojo chăm sóc, thì Megumi có thể phát triển bản thân và được bảo vệ một cách an toàn bởi Gojo. Và cuối cùng có lẽ là vì Toji thích tư tưởng giáo dục của Gojo chăng? Toji có thật sự quan tâm tới Megumi? Thực sự mà nói thì sâu trong thâm tâm của Toji, anh vẫn luôn yêu quý người con trai của mình, mặc dù cho anh không thể hiện điều đó ra. Và có lẽ cũng một phần là Toji không biết cách thể hiện nó. Đặc biệt là khi vợ của anh, người mà Toji rất mực yêu thương vì sinh ra Megumi mà qua đời, nên có lẽ vì thế mà anh cũng có một phần trách móc Megumi. Nhưng thông qua sự kiện Shibuya thì chúng ta có thể thấy Toji thực sự yêu quý con trai của mình khi đối đầu với Megumi. Thì trong khoảnh khắc anh đã lấy lại được trí nhớ về người con trai của mình và hỏi tên của Megumi. Khi nghe thấy Megumi trả lời là Fushiguro thì anh đã rất vui và nói rằng thật tốt khi nó không phải là Zenin. Trước đó thì chúng ta cũng được biết là việc Toji bán Megumi cho nhà Zenin cũng là vì anh muốn con trai của mình có môi trường tốt nhất để phát triển. Bởi anh biết Megumi rất có tiềm năng sở hữu một thuật thức gia truyền. Như mình đã nói, có lẽ Toji không biết cách thể hiện tình yêu với con cái, nên anh luôn tỏ ra lạnh lùng với con của mình. Thế nhưng khi thấy Megumi không mang họ Zenin, nhưng vẫn phát triển thuật thức thập chủng mãnh, cũng như trở thành chú thuật sư mạnh mẽ, thì anh đã nở một nụ cười rất tươi, và có lẽ là anh cũng tự hào về người con trai của mình. Ngoài ra, cái tên Megumi mang ý nghĩa là phước lành, cũng là do Toji đặt cho con của mình. Chính vì thế mà chúng ta có thể khẳng định, Toji là một người rất yêu thương Megumi. Sức ảnh hưởng của Toji. Mặc dù là đã chết từ rất lâu, nhưng phải thừa nhận rằng Toji vẫn rất có sức ảnh hưởng đến giới chú thuật sư. Vì nhờ các anh mà Gojo mới có thể hoàn thiện chú thuật của mình và lục nhãn sau khi khiến cho ông thầy phải trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh. Toji cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự thay đổi của Geto, biến anh từ người bạn thân của Satoru trở thành một nguyên sư độc ác. Và có lẽ ảnh hưởng lớn nhất của Toji đối với giới chú thuật sư là anh là người đầu tiên cũng như là người duy nhất nhờ thiên dữ chú phượt mà thoát hoàn toàn khỏi chú lực, và cái tên sát chú sư vẫn còn được nhắc đến cho tới tận nhiều năm sau trong giới sát thủ.
gia tộc Zenin cũng như là những người đã từng biết đến sức mạnh của anh. Có lẽ là vì chính lẽ đó mà Tochi cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích của các fan Jujutsu Kaisen. À, hiện tại mình đang mở một nhóm Jujutsu Kaisen trên cộng đồng Facebook có tên là Làng Chú Thuật. Mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả. Bạn có thể tham gia bằng cách nhấn vào link bên dưới nhé. Cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị về Jujutsu Kaisen, những meme hài hước và lý giải những câu hỏi trong truyện nhé.